Ủa con nói con viết cho tặng chú bài đâu? Con có rồi. Hát thử nghe theo nào. À, thì không. Thiệt. Nhưng mà con cái đó là bài con viết cho chú hát tặng con gái chú. Đâu, ví dụ rồi, ví dụ. Là một ngày con biết vậy chào thế giới quanh con. Là một ngày con đã trở thành đứa nhóc lon ton. Là một ngày ba bỗng trở thành đứa nhóc lên ba, để được cùng con khóc con cười, cùng con múa con ca. Na 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 na. Con ơi đừng lắng lo con ơi đừng đắn đo nhiều. Mai sau đã có ba luôn bên con dù nắng mưa nhiều, đã có ba lo. Chốt đơn, chốt đơn, chốt đơn. Em đi nè. Hay quá. Dễ thương. Tại vì biết sao mọi người biết không? Con gái Trường Gia hiện tại cũng là 3 tuổi. Nè. Mà cái hay nhất là khi có đứa con là mình phải là bạn của nó mới được. Ừ, đúng rồi.